tài xế lái xe bằng chân, tay bận âu yếm bạn gái trên đường cao tốc. Mới đây, mạng xã hội lại tiếp tục bức xúc về đoạn video quay cảnh một tài xế đang lái xe trên đường cao tốc khiến ai nấy đều phẫn nộ. Đáng nói, hành vi điều khiển ô tô thiếu ý thức của tài xế được chính người trong xe ghi lại và sau khi chia sẻ lên mạng xã hội. Đoạn video cho thấy, thay vì tay nắm chặt vô lăng tập trung lái xe, thì tài xế này lại thản nhiên ngã lưng ghế lái ra sau. Chưa hết, chân anh còn đạp lên vô lăng, trong khi tay thì bận âu yếm bạn gái ngồi ghế bên cạnh. Cuối đoạn video, cô bạn gái có vẻ cảm thấy sợ hãi với cách lái xe của bạn trai nên đề nghị đổi lái. Hay để em lái cho nhé. Tuy nhiên, nam tài xế vẫn không nói gì, càng nắm chặt tay bạn gái hơn như một lời khẳng định, anh vẫn lái xe được, không sao đâu. Cảnh tượng khiến nhiều người bức xúc vì đây rõ ràng là hành vi coi thường pháp luật, thiếu trách nhiệm với sự an nguy của bản thân và những người tham gia giao thông cùng thời điểm. Đoạn video sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Một số người bình luận, không nói tôi cứ tưởng nam tài xế kia đang ngồi thư giãn bên bờ biển chứ, không phải đang lái ô tô, tham gia giao thông trên đường đấy. Thật kém ý thức mà, mệt mà muốn âu yếm bạn gái thì tạt vào nhà nghỉ mà nằm ngã lưng một chút, nhớ có việc gì xảy ra lại hối hận không kịp. Người quay video sau không nhắc nhở tài xế mà còn quay lại video, như vậy vui lắm sao? Mạng xã hội từng chia sẻ không ít hình ảnh, video quay về những hành vi kém ý thức của tài xế khi điều khiển ô tô xe máy trên đường. Vào năm 2018, trên mạng xã hội từng loan truyền đoạn clip dài 30 giây ghi lại cảnh tài xế xe khách mang biển số 69B00189 của nhà xe Tuấn Hiệp dùng hai chân để điều khiển vô lăng và hai tay vắt qua đầu phía sau ghế. Qua tìm hiểu, xác định tài xế nói trên là Nguyễn Duy Hiếu đang điều khiển xe di chuyển trên tuyến cao tốc Trung Lương thành phố Hồ Chí Minh, đoạn qua huyện Bến Lức, Long An. Trên xe có nhiều hành khách. Sau khi đăng tải, người xem rất bức xúc trước hành động lái xe coi thường tính mạng của bản thân và người khác. Qua làm việc, tài xế Nguyễn Duy Hiếu thừa nhận hành vi điều khiển xe không đúng tư thế là để chân ở vô lăng, hai tay gác lên đầu. Lý giải về hành vi của mình, tài xế Hiếu cho rằng do điều khiển xe trên tuyến đường dài và ngồi lâu nên có hiện tượng tê chân và chuột rút nên mới đưa chân lên để co giãn. Tình cờ lúc đó có xe chạy ngang khác quay được nên đưa lên mạng xã hội. Cũng trong bản tường trình, tài xế Hiếu xin ban lãnh đạo doanh nghiệp xem xét, đó là hành vi vô ý chứ không phải cố ý. Sau đó nhà xe cũng quyết định tước quyền lái xe trên đường đối với tài xế Hiếu và điều động tài xế khác thay điều khiển phương tiện. Bởi hành vi đó không chỉ là sự chủ quan với công việc mà còn cho thấy sự thiếu nghiêm túc trong hành nghề và xem thường tính mạng của hành khách. Trên xe không chỉ có tài xế hay phụ xế, đây là chiếc xe khách 45 chỗ và tất nhiên trên xe đang có hàng chục hành khách. Nhiệm vụ của tài xế là đưa hành khách đi đến nơi, về đến chốn và bảo đảm tuyệt đối an toàn. Hành khách đã trả tiền cho nhà xe để được đảm bảo điều đó và tài xế nhận lương để thực hiện việc đó. Hành khách không phải phí nhờ hay xin thỏ bắt tay. Trước đây, từng có trường hợp một tài xế của nhà xe ở Đà Lạt ăn mì tôm trong khi lái xe, hay nói chính xác hơn là buông tay lái để ăn mì tôm, cũng đã từng khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.